chính quyền địa phương sáu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Tạo, thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Kính thưa hòa thượng Duy Giác, tôi mới được biết gần đây là quân của hòa thượng Đức Quang. Hôm nay vì tình nghĩa tâm tạm của các vị, tôi đến và có đôi lời phát biểu. Đối với sự tỏ tốt hạ đức tôi cần nghĩ nhiều lắm các vị. Giờ hôm nay có thể là tôi tôn vinh sự tỏ hai chữ, đó là hiện tại. Còn đối với thượng tọa Đức Quang, tôi cũng tôn vinh hai chữ là hiền kiết. Bởi vì hiền kiết cộng hiền tài thì làm cái công trình lưu danh hậu thế. Ở đây thượng tọa Đức Quang và chúng ta theo dõi chúng con hai đường thẳng song song không gặp nhau, đó là của gia đình này, của mặt phẳng. Nhưng của hai vị hai đường thẳng song song của gia đình ba, của không gian mà hai đường thẳng song song không gian thì gặp nhau đâu, ở vô cùng. Là bởi vì hai người này gặp nhau vô cùng thì biết gần đây là hôm nay gặp nhau ở tại đây. Và những thứ tiếp có cái sáu chư linh văn đạo của tất cả mọi người đây là cái keo thì gắn lại ở tại người đó. Và bốn vị huynh trưởng của các vị, tôi rất nhớ bởi vì hôm nay là cái gì vui quá, vấn khởi quá, vấn nói gì đó. Đỗ Thượng Tọa Duy Giác mà nói một câu nhắc lại cho bác Hồ. Thượng Tọa Duy Giác nói là giữa tôn giáo và chính quyền có sự hội tụ. Thì bác Hồ nói có thể có lặp lại không, có phải tôn. Mục đích cao cả của Phật Thích Ca và Đức Chúa Giêsu đều giống nhau. Phật Thích Ca Giêsu đều muốn tất cả mọi người đều có cơ năng áo mặc đường đẳng tự do và thế giới đạo. Và nó kiếm được người cộng sản phấn đấu không ngoài những thứ đó. Hôm nay là các vị phấn khởi chúng ta biết vô lắm. Tôi xem tài liệu rồi đồng thời tôi xem mắt của các vị mà là có chút xúc tác để tôi nghiên cứu sâu trong năm năm qua. Nghiên cứu rất sâu, không phải như mình tưởng đâu. Trong học thuyết của Phật Thích Ca, bác Hồ nói các vị biết có hai chữ nhỏ nhẹ là ân quý mà thôi. Bác Hồ nói như thế này, Phật Thích Ca dạy đạo đức là từ bi, mà nếu trong những tháng chỉ cho những từ có chữ tâm như vậy là đạo Phật là đạo tâm, tu là tu tâm, mà muốn có sắc đẹp là phải tu.
tôi đã nói như vậy, tại sao là bổ thượng võ phước hạm lên? Tôi dùng hai cái chữ đó hiện tại ở giữa ba chúng tôi thứ nhất là như thượng võ phước hạm lên cái gian gì giác vô nhóc. Ở đây tôi không cảm thấy mê mụn quay quái vào tay.